Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An toàn vệ sinh lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động, tránh khỏi ảnh hưởng của những yếu tố nguy hiểm, có hại và nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công đoàn các cấp trong tỉnh đã quan tâm chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, góp phần cải thiện điều kiện lao động, hạn chế những thiệt hại do tai nạn lao động gây ra. Nhân viên y tế luôn có nguy cơ phơi nhiễm với rất nhiều yếu tố nguy hại cho sức khỏe. Nhiều người phải tiếp xúc với hóa chất, từ trường, tia laser, chì, rác thải y tế nguy hại, nên rủi ro bệnh tật rất cao. Trước những đặc thù đó, những năm qua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho đội ngũ cán bộ y tế nhằm góp phần tạo môi trường làm việc an toàn, như thực hiện tốt các quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chi trả đầy đủ các chế độ chính sách, phụ cấp độc hại nguy hiểm, trang bị các thiết bị bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Việc làm này đã giúp đội ngũ cán bộ y tế luôn yên tâm gắn bó với nghề, thực hiện tốt nhiệm vụ trị bệnh cứu người. Nghề y chúng tôi là một cái ngành nghề đặc thù. Trong quá trình làm việc thì luôn luôn có những nguy cơ tiềm ẩn, có thể phơi nhiễm những bệnh tật, phơi nhiễm bệnh này, thế rồi nguy cơ tiềm ẩn những cái tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Thực hiện cái sự chỉ đạo của ngành ấy, thì với cái việc mà quan tâm tới cái sự an toàn trong lao động của cán bộ viên chức ngành y, thì hàng năm thì chúng tôi đều có thứ nhất là khám kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 năm một lần. Cái thứ hai nữa là nguồn kinh phí để phục vụ việc mua sắm quần áo, trang phục bảo hộ cho cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ. Theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì ngành y tế có 26 danh mục nghề loại 4. Trong 34 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội thì bệnh nghề nghiệp trong ngành y tế chiếm tỷ lệ cao như bệnh viêm gan virus B nghề nghiệp, bệnh lao nghề nghiệp, bệnh viêm gan C nghề nghiệp, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro do nghề nghiệp là rất lớn. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhân viên y tế luôn ở tuyến đầu, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Khối lượng công việc rất lớn, làm việc nhiều giờ hơn. Mặc dù đã chủ động phòng tránh, nhưng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có hơn nửa y bác sĩ bị nhiễm COVID-19. Vì vậy, việc nâng cao ý thức, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động cho các nhân viên y tế luôn được Bệnh viện Đa khoa tỉnh quan tâm, coi đây là việc làm thiết thực và cấp thiết. Trong 2-3 năm trở lại đây, với cái tình hình dịch Covid bùng phát mạnh mẽ thì cái nguy cơ mà cán bộ phơi nhiễm là rất cao. Thế chính vì thế mà ban lãnh đạo bệnh viện luôn luôn là quan tâm và dành những nguồn kinh phí nhất định để thực hiện mua sắm đảm bảo trang phục phòng hộ cá nhân cho cán bộ trong khi triển khai nhiệm vụ. Nhận thức tầm quan trọng của việc vệ sinh an toàn lao động, đảm bảo sự an toàn cho nhân viên, hàng năm Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn về an toàn lao động cho cán bộ y tế, đảm bảo quy chế trang phục, nhất là đối với các khoa phòng có đặc thù riêng hoặc các cá nhân làm việc ở các bộ phận có độ phóng xạ cao, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm hạn chế tối đa việc phơi nhiễm và lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm và những nguy cơ rủi ro tai nạn lao động cho các cán bộ viên chức của đơn vị theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trong quá trình tiếp nhận những bệnh nhân nhiễm COVID thì bao giờ anh em cũng sẵn sàng mặc đồ bảo hộ đúng quy trình theo khuyến cáo của Bộ Y tế và theo quy định của Bộ Y tế, và khi cởi đồ bảo hộ cũng lần lượt đúng theo quy trình có hướng dẫn sẵn và được tập huấn đầy đủ. Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động, giúp người lao động tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong hoạt động lao động sản xuất kinh doanh, Liên đoàn Lao động tỉnh đang tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động ở các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ người lao động, cải thiện điều kiện lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động, hầu hết
công đoàn cơ sở và các đơn vị doanh nghiệp đã tuân thủ nghiêm túc các quy trình quy định về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện về an toàn, công tác kiểm tra, đi sâu vào việc xác định các nguyên nhân sự cố, tai nạn để ra biện pháp ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro trong lao động sản xuất. Ngay từ đầu năm thì Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đã phát động các cái phong trào thi đua xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, rồi phong trào phát huy sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc trong các cái doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là vận động công nhân viên chức lao động là tích cực lao động sản xuất, đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh lao động và các biện pháp về phòng chống dịch bệnh, đồng thời là chỉ đạo là các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền và chuyên môn người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động. Theo phân tích, phần lớn số vụ tai nạn lao động, nguyên nhân chính là do người sử dụng lao động, người lao động chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về vệ sinh an toàn lao động. Nhận thức kỹ năng của người lao động còn hạn chế, chưa nắm bắt đầy đủ các mối nguy hiểm, biện pháp phòng tránh tại nơi làm việc, không chấp hành nghiêm túc quy trình sản xuất, quy định của đơn vị. Chính vì thế, thời gian qua, với quyết tâm cao của công đoàn các cấp và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, công tác vệ sinh an toàn lao động đã được triển khai mạnh mẽ, toàn diện và rộng khắp. Nhờ đó, việc thực hiện pháp luật về an toàn lao động ở các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến trong tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hộ lao động và các chế độ khác có liên quan đến bảo hộ cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động. Người sử dụng lao động, người lao động cũng đã có ý thức hơn trong việc chấp hành đúng pháp luật trong an toàn lao động. Là đơn vị hoạt động về lĩnh vực xây dựng dân dụng nên là trong công việc thì luôn tiềm ẩn cái vấn đề về mất an toàn lao động và tai nạn lao động, nên là được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của ban giám đốc, nên hàng năm là công ty là cũng cho anh em cán bộ trực tiếp và người lao động tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động, và bên cạnh đó là cũng trang bị về bảo hộ lao động. Do vậy mà trong những năm qua 100% các công trình của đơn vị thi công đảm bảo về an toàn lao động. Đặc biệt trong trạng thái bình thường mới, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, vận động công chức viên chức người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, an toàn vệ sinh lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh còn tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về công tác an toàn lao động. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ công nhân người lao động, giúp họ nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn lao động, góp phần bảo vệ bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngành điện là một cái ngành nghề nguy hiểm nên cái công tác an toàn vệ sinh lao động là đứng hàng đầu, và trong các nhóm công tác của điện, một nhóm thực hiện các công việc đều có những người để giám sát và chỉ đạo thực hiện các công việc để đảm bảo an toàn lao động và hiệu quả trong công việc thực hiện của mình. Công ty điện viên đã được trang cấp đầy đủ cho người lao động từ quần áo và bảo hộ lao động cá nhân như mũ và kể cả dụng cụ làm việc trên lưới điện để đảm bảo an toàn. Bảo vệ người lao động trước tiên là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của họ. Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là công tác vô cùng quan trọng của tổ chức công đoàn. Điều này sẽ giúp người lao động tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc xảy ra, tạo động lực để người lao động hăng say lao động sản xuất, góp phần cùng cơ quan doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất. Do vậy, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh an toàn lao động, các cấp công đoàn cần tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác an toàn vệ sinh lao động, tổ chức thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động bị tai nạn lao động, tiếp tục đổi mới tuyên truyền giáo dục về an toàn lao động, tăng cường đào tạo, nâng cao hiểu biết kỹ năng phòng tránh tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn lao động xảy ra. Đến đây, chuyên mục vệ sinh an toàn lao động của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.